là 21 tháng 3 năm 2020, yêu cầu cánh bỏ hoặc cả ngày. Đó, bóng bộ tuyệt vời luôn, không tập lỗi. Em là chừng 3 tháng lồng nhá, chính xác không chạy. Quay ngược sáng ra là nhìn hơi kém chút, nhưng mà đấy màu dày bịch này. Ba tháng lồng như này là quá là tuyệt vời rồi. Xin gà gì trời vẫn ẩm nồm nên chim vẫn ủ giúp anh em nhé. Trời nắng nên các em nó tắm rửa xong cái sau đó rửa lông lông ôm vào nhìn rất là tuyệt, nên siêu khỏe. Rồi chào anh em nhé, bạn hợp nhãn với bóng bộ nước chơi thì anh em liên hệ tới Luận Tam, Lạng Sơn, 0989562992. YouTube của mình là Luận Tam Trào Màu nhé. Bạn nào quan tâm đến chim trào màu núi đá Lạng Sơn thì các bạn truy cập vào kênh của mình và xem ở trên đó có con nào các bạn hợp nhãn thì các bạn sẽ gửi lại mình cái hình ảnh clip để mình cho các bạn thông tin về con chim mà các bạn vừa chọn. Nếu mà con thì mình sẽ báo giá để anh em biết, còn những con mà đã chuyển rồi thì mình cũng báo các bạn luôn. Một lần nữa nhắc lại là em này là siêu cầu cánh mỏ nhá, cánh giang cứng luôn, với lại khi cao trào về đến em nó khum hết hai cái cánh về đằng trước ngực và những be ngực, nết đấu được quá là gấu luôn.